khai qua lô hả? Tính này vậy không? Phim rồi chụp hình nữa, hướng dẫn viên nữa, đạo diễn, đạo phụ rồi từ lứa chứ bây giờ giờ lắm bây giờ rồi. Lát nữa mình cho nó qua điện cho nó xuống lên nha. Lát nữa xe mà biết chảy luôn cái đó luôn á, để đâu là chảy luôn á, điện mà chứ phải hơi gói đá đâu. Cũng có nhiều cách hiếu kỳ đợi, chủ yếu là coi đó thôi. Thị nó khóc đó, Thị nó khóc nãy giờ đó.
đâu, thấy mày ra hình tròn không? À, giờ có luôn.